Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay thì bên kênh của KZ sẽ có tham gia một cái buổi mini game đến từ bên phía của Smilegate. Thì trong cái tuần trước là bên phía Smilegate là cũng gửi cho mình một số các cái câu hỏi nhỏ nhỏ là bạn có muốn tham gia vào cái chương trình mini game của bọn tôi hay không. Thì mình thấy là cá nhân mình thì cũng nghĩ là chắc là cũng ok thôi, chắc cũng không có gì kiểu chơi hát cả. Nó không giống như kiểu chơi game ở trong Crossfire. Thế nên là bây giờ thì mình cũng đã đồng ý và họ cũng đã gửi cho mình một cái một loạt câu hỏi ở đây với một cái clip và yêu cầu mình là trả lời nhanh ở trong một cái clip như thế này. Thì mình cũng đã không biết là cái clip này nó sẽ có những cái nội dung gì, bởi vì căn bản là mình cũng không có xem trước để cho nó có một cái sự bất ngờ ở trong cái những cái câu trả lời của mình. Đấy. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả cái câu hỏi này luôn đi, để xem là bên này có cái gì hay. Đau bụng trong quá trình thi đấu, đau bụng trước trận đấu. B. Nếu bạn có cơ hội tham dự CFS 2021 Grand Final, bạn muốn đối mặt với tuyển thủ nào nhất? Anna. Nếu bạn được quyền bỏ đi một map đấu trong hệ thống map thi đấu chính, đó sẽ là map đấu nào? Một giây. Trạm vệ tinh. Chắc chắn rồi, map đấy tôi không chơi được. Sống mà không có máy sưởi ấm, sống mà không có điều hòa. Không có máy điều hòa. Theo quan điểm của bạn, tuyển thủ nào là vận động viên xuất sắc nhất thế giới? Em Jin. Xua kèo luôn. Nếu bạn có khả năng du lịch xuyên thời gian, khả năng để nhìn thấy 5 giây trong tương lai, khả năng quay lại 5 giây trong quá khứ. 5 giây trong tương lai, tôi thích tương lai hơn. A. Mặc đồ mùa đông vào mùa hè. B. Mặc đồ mùa hè vào mùa đông. A. Bị lạc ở giữa sa mạc, bị trôi lên lênh trên biển. Tôi không thích nóng, trôi lên lênh trên biển là hợp lý. Không thể nói chuyện với đồng đội, chỉ có thể nghe đồng đội vẫn đang thi đấu. B đi. B. Cái này tôi nghĩ là B hợp lý hơn. Đối thủ của bạn không muốn đối mặt. Master về em mà bắn. B. Master về tài trí và cân não. B. Tôi ngán những cái người mà chuyên xử lý cuối. Nếu cơ thể trở nên thay đổi, bạn lựa chọn phương án nào? Phát ra âm thanh bị thì thầm. Ui cái gì đây? B. Được vỗ tay mỗi khi bạn xì hơi mỗi khi bạn vỗ tay. Có gì đây? Giải cứu thế giới nhưng lại không biết ai biết bạn là ai. Giải cứu thế giới. A. Hai chiến thắng liên tiếp tại CFL. Một danh hiệu vô địch thế giới. Vô địch thế giới. Chia sẻ một tháng tin nhắn cá nhân. Chia sẻ một tháng lịch sử truy cập internet. À, ngại gì? Tôi có nhắn tin với ai đâu. Ở trong một căn phòng với một con rắn trong 24 giờ. Ở trong phòng với 50 con muỗi trong vòng 24 giờ. Một con rắn thôi, 50 con muỗi để ấy à. 50 con muỗi thì làm sao mà thở được? Vai trưởng ạ. Xong rồi á? Ok, hóa ra là cũng có chỉ có từng này câu hỏi à. Khiếp, tôi tưởng phải tầm 50 câu hỏi mất. Nhưng thôi, rất là cảm ơn mọi người đã xem buổi trả lời câu hỏi nhanh của mình. Và rất là cảm ơn Smilegate đã gửi các cái câu hỏi rất là giải trí cho KZ. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào một cái buổi mini game tiếp theo.